Chào anh em nhá, thì hôm nay mình lại tiếp tục cái mod thế chiến rồi. Oh my god. Được đấy, quả map đẹp đấy. Nhưng mà càng đẹp thì càng độc mà, nên là chắc chắn không có chuyện dễ dàng để qua rồi. Thì màn 1 thì xem nào. Ấy à, thì có mấy con cơ bản đấy thôi. Thế thì lại nhẹ nhàng rồi. Ok. Màn này chủ mod cho anh em test màn là chính thôi. Nhìn bọn zoom là biết rồi, toàn mấy con zoom cơ bản thôi mà. Đấu game bị ép thì anh em cứ dùng cái lửa thoải mái nhá. Cái lửa này chỉ tích ở màn boss thôi, chứ mấy màn này thì cứ lúc nào bị ép thì anh em dùng, chứ không để nó phá trận thì khó làm lại lắm. Con zombie phun lửa này nó gây sát thương lan anh em ạ. Nói chung là nó giết được cái lá bèo là cây ở trên cũng chết luôn. Đấy, màn này chỉ cần như này thôi là auto win rồi. Vì zombie màn này thì toàn mấy con đi bộ thôi, nên là con này nó đẩy lùi được hết luôn. Ngon, có lấm xịt Free Fire này, test luôn thôi. Con này hình như là khắc chế độc báo nhỉ. Lấm xịt như này bắn đạn này, chịu ơi. Này khắc chế độc báo của gì. Ấy da, nó có cả dạng cận chiến luôn này. Nhưng chắc anh em biết nhược điểm của nó rồi. Đang cận chiến mà lại còn đánh xa nữa thì hết cứu. Vậy nên để thắng được ở trận đấu này chắc chắn mình sẽ dùng chiến thuật hy sinh mấy cắt cỏ rồi. Và đam chủ lực của mình ở trong trận đấu này là cái cây đào này này. Chứ còn cái cây lấm xịt kia thì mình để cho nó đẹp thôi. Ở trận đấu này khó nhất giai đoạn đầu game nhá. Đầu game thì anh em cố gắng là dùng lửa này, chê bom này để giết mấy con độc báo kia kìa. Đấy là cách mình thủ đầu game anh em ạ. Nói chung là thủ được đầu game giai đoạn sau đánh dễ không ý mà. Và anh em cố gắng là củng cố hàng mua nút thật nhanh nhá. Hàng nào mua nút thì anh em không cần phải sợ độc báo đâu. Mẹ, giờ mới thêm được một snot này. Quả mod này thì tiền là một vấn đề cực kỳ khan hiếm rồi. Bởi vì zombie chết thì nó không ra được tiền anh em nhé. Chỉ có máy cắt cỏ thì mới ra được tiền thôi. Nhưng mà máy cắt cỏ thì mình toàn chơi cái chiến thuật là hy sinh máy cắt cỏ thôi. Nên là chắc chắn là sẽ không có nhiều tiền rồi. Anh em thấy quả táo này nó phát sáng không? Đấy là khả năng hồi máu của nó đấy. Nhờ có nó mà đầu game có tận 2 đỡ đòn anh em ạ. Nói chung là dễ setup đội hình hơn hẳn. Còn cái con zombie bóng hữu dụng thì mình thấy nó vẫn thế, thay mỗi cái skin. Trận này thì cũng chỉ có một cờ thôi, nên là đánh thì cũng khá dễ thôi. Đây rồi anh em ạ, át chủ bài đây rồi. Cuối cùng sau bao trận nó cũng tung át chủ bài ra rồi. Trận này mình sẽ chơi cà rốt anh em nhé, vì bọn zombie nó có thêm một khả năng đặc biệt nữa. Chắc là do cái con xe máy nó bút khả năng đấy cho bọn zombie anh em ạ. Đây rồi, xuất hiện chữ đỏ rồi. Cái chữ đỏ này là khiến tất cả zombie có khả năng là đi xuyên cây nhá. Ai sợ thì đi về. Vãi lìn, tưởng mạnh thế nào, ăn hai viên chết luôn anh em ạ. Thì anh em thấy tác dụng của cái quạt chưa? Cái quạt thì nó đẩy lùi tất cả các zombie luôn. Cái con pi cao xạ này chỉ bắn được máy bay thôi. Mà màn này không có máy bay nên là mình cũng không dùng nó đâu anh em nhá. Đúng này. Mấy màn này thì cách chơi với cả mô típ nó khá giống nhau, nên là mình cũng chả quen làm gì nhiều anh em ạ. Cách chơi thì vẫn y hệt mấy màn kia thôi. Nói chung là từ đầu game đến giờ mình thấy cây này là mạnh nhất anh em ạ. Giá thì rẻ mà lại còn khống chế được tận 3 hàng luôn. Nên là lại phải xin nhẹ trận win thôi. Rồi, trời tối luôn rồi này.
Nước thì mình không để có sóng anh em ạ. Chắc là nước không sóng nhưng lòng mình nó sóng rồi. Thấy con Gangatua nó đang vác cái gì trên lưng nhá. Trận này game chấp sâu quá. Vừa cho mình set up đội hình đầu game này, còn vừa cho mình chọn kê mặt trời ấy chứ. Ảo thật đấy. Thì thôi, trận này mình sẽ không chơi kê mặt trời nhá. Mình chấp ngược lại game luôn chứ sợ cái gì đâu. Đấy, nhưng mà bị lá bèo mình nó khắc chế rồi. Anh em cứ spam lá bèo ra nhá. Đấy rồi, trận chiến cuối cùng ở trên biển đấy rồi. Ai sẽ là kẻ chiến thắng đây? What the dog doing? Sao nhìn nó cứ dễ dễ hiểu gì ấy nhỉ? Ây da, có cả trời tối rồi này. Nhưng mà trời tối thì kết cục nó vẫn thế thôi. Bọn zombie này thì không qua được hàng phòng thủ này thôi. Máu gì đây? Ô, có cái thanh máu đây. Biết ngay mà, làm gì có chuyện màn bot dễ vậy. Đến lúc pháo ca xạ phát huy tác dụng rồi. Bắn mạnh vào cho anh, đúng rồi. Còn cả chiêu triệu hồi nữa này. Ơ, nó bay đâu ấy? Ảo thật đấy. Mẹ, nó còn thả bom nữa mới sợ chứ. Ơ, cái gì đây? À thì mình vừa đi dịch xong thì cái dòng chữ vàng nó ghi là hãy chọn số phận của mình. Còn cái dòng chữ xanh thì Google dịch nó không nhận. Thôi chọn theo hướng trái tim đi. Đây. Alo, nó biến tất cả giúp mình đọc báo này. Mẹ, chọn này nó ra một đống con cầm súng này đỡ nào được. Ôi, anh ơi, chuyện dở không hay chọn số phận như này, hết cứu rồi. Đấy là kênh khác sẽ nói như vậy. Còn mình á, cũng sẽ nói như các kênh khác. Mãi mới được quả đội hình đẹp như trong mơ anh em ạ. Đội hình này công thủ toàn diện rồi. Không cần phải sợ mấy con báo nữa rồi. Số phận mình hẩm hiu quá. Gần thắng rồi mà. Tí nữa thôi. Nào cố lên. Bây giờ mình vẫn còn 5 máy cắt cỏ anh em ạ. Nên có lẽ mình vẫn còn một chút hy vọng. Đúng rồi, mình vẫn còn một chút hy vọng. Mê, còn một tẹo thôi anh em ạ. Bây giờ nó ra pháo cao xạ nó ngon rồi. Giờ chỉ biết đặt hết niềm tin vào cái Pisokter thôi. Liệu Pisokter có mang lại hy vọng cho mình không? Đây rồi, win rồi, win rồi, win. Lần này tôi chịu thua rồi. Một máu thì ai mà cứu được. Rồi sau mấy trận thua liên tục thì mình quyết định là nhờ quân sư anh em ạ. Những quân sư sẽ đoán mò hộ mình xem mà nên chọn hướng nào thì đúng hơn. Ok, trái thì trái thôi. Đấy, mình chọn trái. Rồi, đúng luôn. Trái nó chỉ triệu người ta mấy con cầm cờ đấy anh em ạ. Nói chung là đỡ hơn bị phá trận. Rồi, bây giờ chọn gì đấy? Quân sư bảo mình là phải anh em ạ. Ok, tin cậy hết là quân sư ấy. Nào, phải, chốt. Rồi, phải nó chỉ kéo mình vài cây xuống thôi. Vẫn thủ được anh em ạ. Nó còn tí máu thôi. Tầm này cứ cố gắng câu giờ thôi. Có thể đuổi được NTNC về nhà. Đã thật quá. Đã thật quá. Yes, cuối cùng win. Mãi mới win anh em ạ. Con máy bay quái vãi. Cảm ơn các quân sư đoán mò nhá. Rồi bây giờ làm gì? Bọn zombie cứ chết đây này. Nó vẫn chưa đưa tiền cho mình ạ. Ảo thật đấy. Ôi đưa tiền đi, chết làm gì nữa. Rồi lại gì nữa đây, là con khinh khí cầu ạ. Thế chịu rồi. Không những thế nó còn đang đếm ngược cái gì đấy. Đánh được con máy bay tưởng phá đảo ấy chứ. Ai ngờ lại còn cả cái này nữa. Thôi thì đánh cố gắng thôi. Máu nó thì siêu trâu rồi. Nhưng mà khả năng của nó thì mình vẫn chưa biết. Mẹ, nãy giờ có mỗi dòng băng gây đam được cho nó thôi. Mấy cây khác mà không gây đam mà cho cái khí cầu ấy anh em nhá. Đây thì có mỗi cây băng này thôi mà nó đam mấy tí à. Mẹ, còn 10 giây anh em ạ mà máu con này vẫn trâu vãi. Không biết rằng hết thời gian đấy thì nó sẽ làm gì mình nữa. Ở đây phần ăn phút vào thì nó mất nhiều máu phết đấy. Mà nhạc mod cũng hay nữa, không chê được anh em ạ. Đây là nhạc mod đấy chứ không phải nhạc mình ghép đâu. Nhạc mod hay vãi. Tầm này cứ ngồi chờ thôi, xem hết thời gian nó sẽ làm gì mình.
Mẹ nó. Đây rồi, nó sắp xuống rồi. Đợi nó xuống mình sẽ dùng Flan Food vào nó nhá. Đây 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 đây. Một phát này. Tiếp. Vẫn một phát nữa. Đây đây đây. Hai phát này. Ba phát luôn này. Rồi bây giờ dồn đam. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên. Tí nữa thôi. Bao ngày qua sắp được nghỉ ngơi rồi. Đây rồi. Cơ hội đây rồi. Ơ sao đi đâu vậy? Ơ đây này. Sao lại đi ra đấy? Ơ kìa. Chịu rồi, nó ra đấy anh em ạ, nó ra đấy câu giờ. Mẹ khôn quá. Nào, 5 giây ạ. Sao nó cứ đứng ở đấy vậy? Mẹ. Chịu rồi anh em. Này chịu rồi. Nó còn không ra dòng băng cho mình luôn ấy. Game bịp vãi. Tầm này thì buông thôi anh em. Thời gian nó không chờ một ai cả. Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật. Đấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Rồi, trước khi hướng dẫn anh em thủ nhà thì mình xin chân thành cảm ơn các anh em đã thức đêm cùng mình nhé. Đây là bản dịch mà bạn ấy đã dịch cho mình đây. Mặc dù nó đến hơi muộn anh em ạ, nhưng mà có thì vẫn tốt hơn không mà. Tại vì mình đánh nhiều đến mức mà mình nhớ hết thứ tự của mấy cái này rồi ấy. Thì ở giai đoạn đầu game thì anh em có gì thủ đấy thôi. Đấy, cứ có cái gì cứ trồng thôi. Mấy con súng phun lửa khi ăn thì nó sẽ không phun lửa được nữa anh em ạ. Nên là anh em có thể trồng lá bèo để khắc chế nó nhá. Trận này thì anh em trồng pháo qua xạ hàng thứ tư nhá. Vì hàng thứ tư này thì dễ thủ nhất và dễ bảo kê nhất. Đây là đội hình cuối cùng của mình nhá. Anh em phải có thật nhiều táo anh em ạ thì mới thủ được mấy con báo, chứ không là hết cứu đấy. Thì đây, đội hình mình là như này là ok rồi. Rồi bây giờ cứ tích băng thôi, cứ để cho nó làm gì thì làm thôi. Tích băng với tích vua lút anh em nhé. Đấy, nó làm gì thì làm. Lúc nào nó mất được một cục máu thì nó sẽ cho anh em mình chọn số phận nhá. Tổng cộng là anh em có tận 4 lần chọn số phận. Lần thứ nhất chọn là chọn bên phải. Nó sẽ thay thế tất cả zombie thành độc báo. Nhưng mà điều đó không có gì khó cả. Mình vẫn có thể thủ tốt được mấy con độc báo này. Lần thứ hai thì chọn bên trái anh em nhá. Thì mình được nó tặng cho một đội quân anh em ạ. Nhưng mà đội quân này không là gì với mình cả. Mình vẫn câu giờ được. Anh em cố gắng là giữ cái thiêu đốt nhá. Đến lúc nào cũng đến khinh khí cầu mới dùng cái thiêu đốt thôi. Chứ đừng dùng thiêu đốt ở máy bay. Rồi thì bây giờ nó thả toàn độc báo ra thôi. Nhưng mà tầm này thì mình vẫn đánh tốt. Rồi lựa chọn thứ ba. Lần này là trái anh em nhá. Đấy thì nó sẽ mất 3 hàng cuối cùng của mình nhá. Thế nên mình mới trồng pháo có xạ hàng thứ tư đấy. Tầm này cố gắng chống cự thôi anh em. Cố gắng đến lựa chọn thứ tư thôi. Chứ đừng dùng cái thiêu đốt nhá. Rồi lựa chọn cuối cùng này thì chắc chắn rồi. Là bên phải anh em nhá. Rồi nó thay thế tất cả con zombie thành độc báo hết rồi. Độc báo thì mình không sợ đâu. Mình chỉ sợ con zombie phun lửa thôi. Đấy mấy con độc báo thì vẫn thủ tốt nhá. Được rồi, thế là xong con boss này rồi. Vẫn còn con khinh khí cầu nữa. Con này thì anh em phải có 4 cái Flan Food này và một cái thiêu đốt nhá. Không thể cái khinh khí cầu này chỉ có mỗi dòng băng gây đam được thôi nhá. Còn mấy cây khác thì không gây đam vào nó đâu. Nên là cố gắng căn thật chuẩn vào nhá. Đừng căn xịt phát nào, căn xịt 1 phát là toang đấy. Thì ba cái Flan Food còn lại nó ở ba con độc báo ư kìa. Anh em giết nó là được thôi. Thì cứ từ từ anh em ạ, thời gian vẫn còn dài. Thì bây giờ cái con này nó đang trong tầm ngắm này. Đây đây đây. Một phát này. Rồi 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 rồi. Bây giờ đây rồi, Flan Food đây rồi. Chuẩn bị phát thứ hai này. chuẩn bị à, anh em cứ từ từ căn hai phát này rồi, chỉ còn lửa cây thôi. Hai phát nữa rồi, chờ tí. Flan Food đây rồi, hai Flan Food đây rồi. Đấy rồi, tầm ngắm đây rồi. Ba phát này, phát cuối. Bốn phát này, lửa. Thắng rồi anh em ạ, thắng thật rồi. Anh em nhìn thì trận này có vẻ nhanh thế thôi chứ anh em vào thực hành thì biết ngay. Lúc đầu không biết cái gì đánh thực sự là khoái lắm. Sau này dịch ra rồi đánh nó cũng khổ chứ. Căn bản là vấn đề nhân phẩm thôi. Thì video mình chắc cũng kết thúc ở đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã xem nhé.